Xin trân trọng gửi tới ban tổ chức, ban giám khảo cùng toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền, sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong huyện Sông Mã đã có bước phát triển khá về kinh tế, nhờ vào tiềm năng thế mạnh các loại cây ăn quả như nhãn, bưởi, xoài, đậu phụ ly, đặc biệt phải kể đến Đà Nẵng, cây trồng chủ lực được ưu tiên phát triển. Nên huyện Sông Mã có diện tích trồng nhãn lớn nhất các tỉnh phía Bắc. Và năm 2017, nhãn Sông Mã được cục sở hữu trí tuệ công nhận thương hiệu nhãn Sông Mã. Kính thưa quý vị, nếu như đặc trưng của mùa xuân là mưa phùn, xe lạnh, hoa đào, hoa mai khoe sắc, thì dấu ấn riêng của mùa hè, mùa của nắng, mùa của gió lại là hương vị thơm ngát, ngọt lành của những trái nhãn thơm ngon. Chính bởi vậy, đến với cuộc thi ẩm thực chế biến món ngon từ trái cây, vừa thi huyện Sông Mã đem đến tác phẩm chè thạch ngon nhãn mang gần hương vị quê hương Sông Mã. Trải qua năm tháng phong ba, trái thơm nước tím nơi gần nơi xa, con đủ từ cổ sinh ra một cây hương nhãn đậm đà sắc thơm. Kính thưa toàn thể quý vị, nhãn được coi là hương giả chi quả kết hợp với hương giả chi hoa là hoa sen trong đồng thì không gì hợp kém bằng. Chính bởi vậy, từ đó quý vị có thể thấy nguyên liệu chính để chúng tôi kết hợp là thành món chè thạch lo nhãn bao gồm nhãn quả tươi, lo nhãn, hạt sen tươi và kết hợp với thạch sau câu hai e chiết xuất từ trái cây sẽ đem lại món chè thạch lo nhãn thơm ngon cổ mát làm mê đắm mọi người. Chè sen vừa bổ vừa thanh tan trên đầu lưỡi ngọt lành hương xưa, chè sen mời gọi người thơ mát lòng du khách ngẩn ngơ lại tình. Kính thưa quý vị, từ món chè thạch lo nhãn, đầu tiên chúng tôi đã chế biến thành 6 hương vị, 6 màu sắc khác nhau từ các loại hoa quả của huyện Sông Mã, màu trắng là tượng trưng của nhãn, màu đen là tiểu nhãn mạ đen, màu xanh của nhãn dứa, màu tím của thanh long, màu vàng của xoài và màu đỏ của nhãn phong nhi, với ý nghĩa tượng trưng cho 6 dân tộc chủ yếu sinh sống trên quê hương Sông Mã cùng nhau đoàn kết góp phần xây dựng và phát triển quê hương Sông Mã. Kính thưa quý vị, chè thạch lo nhãn không chỉ là món ăn thanh đạm bổ mát mà còn là bài thuốc quý giá đem lại lợi ích cho sức khỏe của con người như trị chứng mất ngủ, suy nhược cơ thể, chống oxy hóa và làm đẹp da. Do đó, món ăn này được coi là thần dược cho sức khỏe của con người. Và từ tác phẩm chè thạch lo nhãn, đôi khi chúng tôi muốn gửi tới quý vị thông điệp nhãn Sông Mã thương hiệu uy tín, khát vọng vươn xa để góp phần xây dựng nền kinh tế bền vững trên giải đất biên cương của Tổ quốc. Và sau đây xin trân trọng toàn thể kính mời toàn thể quý vị cùng thưởng thức món chè thạch lo nhãn mang đậm hương vị quê hương Sông Mã. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn rằng chương trình với món chè lâu nhãn đến từ đội thi huyện Sông Mã. Con xin được mời hội đồng giám khảo các bạn và các con những tháng cho đội thi. Xin chào quý vị. Hưng nói gì? Thành nói đi. Anh Thành nói đi. Và vâng, kính thưa quý vị, nói về mặt tổ chức thì chúng tôi cũng được thông báo là kết quả của cuộc thi món ngon chế biến từ trái cây ngày hôm nay sẽ là chúng tôi công bố tại lễ bế mạc festival trái cây và sản phẩm ô cốp Việt Nam năm 2022 được tổ chức vào lúc 20:10 ngày 5 tháng 5 năm 2022. Đây là Sông Mã tất mình thất tình nhất tuyệt vời, mà cái món này mà kết hợp giữa thạch nông nhãn nhưng mà cái gia vị này mình làm thì nó cũng hơi độ sâu bất hẳn một chút nữa, mà cái đồ mạ xong này cái thạch thái nó đồng đều thì nó sẽ làm cái chè nó sẽ đẹp hơn, thái vừa cân bằng với lông đẹp. Tham dự cuộc thi món ngon chế biến từ trái cây ngày hôm nay, xin giới thiệu hội đồng giám khảo và toàn thể quý vị đó là với chủ đề là Mộc Châu đậm đà hương vị trái cây. Xin mời phần giới thiệu của bạn bắt đầu. Chào
mừng đến với một châu cây xanh đất đất hoa màu tốt tươi, chẳng xây có ngọt con người mà xanh hơn đất thêm từ một châu. Xin chào quý vị đại biểu các thành viên có mặt tại không gian trưng bày tác phẩm ẩm thực chưa được chưa đến từ huyện Mộc Châu. Xin quý vị lựa chọn ẩm thực món ngon được chế biến từ trái cây ngày hôm nay. Chúng ta xin phép đến với thực khách thêm những món ăn cơ bản và sau đó sẽ đến món chính chủ đạo của bữa ngày hôm nay. Món khai vị đầu tiên của bữa tiệc chính là món súp cây bí đỏ. Đây là một món ăn mới lạ, thơm ngon và giàu dinh dưỡng, đặc biệt được chế biến từ nguyên liệu bí đỏ thanh giả của vùng đất cao nguyên Mộc Châu. Ngay sau món khai vị, thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với món ăn nghệ salad rau củ Mộc Châu. Chỉ với một món ăn, nhưng quý vị sẽ được đi qua nhiều vùng thiên nhiên hoang sáng của Mộc Châu, từ những vùng trồng rau và đất đẹp đến vùng trồng rau, rau cây, xoài, cây lang, cà chua, tất cả được hòa quyện trong vị nước súp đặc trưng do nghề đồi đất chế biến. Tiếp sau món ăn nghệ, chúng tôi xin được giới thiệu với quý vị ban giám khảo trong bữa tiệc ẩm thực này hai món ăn chính bổ sung cho khi đến với món chính chủ đạo. Món đầu tiên đó là cá hồi với súp kem chân nhau và đùi tê bằng rau củ sữa tươi. Với món cá hồi với súp kem chân nhau thì vị tươi ngon béo lệ của cá hồi hòa quyện với súp chân heo chưa bị sấn nhiệt là một sự kết hợp hoàn hảo. Với món từ bên hầm rau củ sữa tươi thì vị thơm béo của thịt lê lại được dung hòa với vị chưa thanh dịu nhẹ của trái lê rau, một loại quả mới được trồng thành công tại Mộc Châu. Và kính thưa quý vị, ở vị trí trung tâm của bàn tiệc chính là món chính chủ đạo của thực đơn hôm nay, vị sầu ăn rượu ngon mềm ngọt. Về món ăn này thì chúng tôi có thể miêu tả ngắn gọn trong hai từ, đó là ngon và lạ miệng. Vị ngọt béo của miếng thịt vịt đến từ vùng đất truyền thừa đặc trưng, tại khoảng trong đó chút hơi sôi nồng và vị chua thanh nhẹ của rượu hoa mận, một sản phẩm được chế biến từ đặc sản một loại quả nổi tiếng của Mộc Châu. Đặc biệt, những dưỡng chất của loại quả từ trái mận được chiết ra trong quá trình chế biến rượu hoa mận có công dụng rất tốt cho sức khỏe, được dùng với liều lượng vừa đủ. Xin thưa quý vị, về món ăn này khi thưởng thức sẽ khiến cho đơn má của cô gái thêm hồng, khiến lên lồng trong lòng chàng trai say đắm và khiến cho bất kỳ ai thưởng thức cũng lưu luyến và xuất xa vào lần ăn sau. Và để khép lại chương trình học thực ngày hôm nay, tôi xin được giới thiệu với ban giám khảo món tráng miệng sữa chua trà xanh. Với vị thanh tao dịu nhẹ của món tráng miệng sẽ khiến cho khẩu vị của người thưởng thức như tăng thêm phần hấp dẫn. Với tất cả các bạn, hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ nên được những đặc sắc của ẩm thực địa phương và góp phần thể hiện chủ đề nổi bật của cuộc thi, đó là Mộc Châu đậm đà hương vị hoa trái. Vừa rồi là phần thức ăn của cuộc thi đến từ huyện Mộc Châu. Cảm ơn quý vị đại biểu và các giám khảo đã đến cùng lắng nghe. Sau đây xin mời các giám khảo sẽ cùng thưởng thức bữa tiệc và cho cuộc thi ý kiến nhận xét ạ. Chúng tôi xin cảm ơn phần thuyết trình về món ăn mang chủ đề là Mộc Châu đậm đà hương vị trái cây đến từ đội thi huyện Mộc Châu tham gia cuộc thi món ngon chế biến từ trái cây hôm nay. Và xin được mời ban giám khảo sẽ thưởng thức món ăn và sau đó sẽ đưa ra những lời nhận xét đối với đội thi. Thưa quý vị, và trước khi đến với đội thi cuối cùng thì ban tổ chức xin trân trọng thông báo kết quả của cuộc thi món ngon chế biến từ trái cây ngày hôm nay cũng như là các cuộc thi nằm trong chuỗi sự kiện Festival trái cây sản phẩm lúa Việt Nam năm 2022 tổ chức tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Sẽ chúng tôi công bố vào lúc 20:10 tại lễ bế mạc Festival trái cây và sản phẩm ô cốp Việt Nam năm 2022 diễn ra tại quảng trường Tây Bắc thành phố Sơn La. Chương trình truyền trực tiếp trên kênh STV của đài phát thanh truyền tỉnh Sơn La cũng như phát sóng trên các nền tảng số của đài phát thanh truyền Sơn La. Và con nhận lời sáu con những lời giới thiệu của chị phó đại biểu ban giám khảo Mộc Châu sẽ được những lời ý kiến đóng góp và các ý kiến từ phía hội đồng ban giám khảo. Chị Nguyễn Thị Hoa, phó đại biểu ban giám khảo Mộc Châu. Vâng, rất là vinh dự khi hôm nay huyện Mộc Châu ban giám khảo kính chào đón để ra làng Mộc Châu, trong đó có chị Nguyễn Thị Hoa, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đón tiếp. Chúng tôi cũng có những giây phút lặng lẽ
suy nghĩ về hai món ăn ở đây ngày hôm nay là món vịt với sốt mặn và món bê hầm với rau củ trên nền tảng của sữa Mộc Châu. Tất cả là quê hương mình cả. Mộc Châu hiện nay đang là điểm đến của rất nhiều khách du lịch, và chắc chắn rằng là những người mà đến Mộc Châu ngày càng kỳ vọng vào những món ăn không chỉ là ngon mà còn phải mang tính sáng tạo, cũng như là sử dụng những nguyên liệu địa phương do người đầu bếp tài năng ở địa phương nấu. Và điều đó thực sự đã khẳng định rồi, cho nên là khách thì đến Mộc Châu ngày càng đông. Và ngoài cái món bê trao lừng danh ra thì bây giờ tôi tin rằng với sự sáng tạo của đầu bếp kết hợp rau củ quả là thế mạnh, cùng với kỹ năng nấu nướng tốt, cùng với nguồn nguyên liệu là bê và vịt, thì chắc chắn là bằng tiệc của du khách ngày càng phong phú. Và trong tương lai cực kỳ gần, Mộc Châu sẽ là thủ phủ ẩm thực du lịch của rất nhiều người du lịch. Một lần nữa xin chúc mừng cho Mộc Châu. Và mọi người hãy đến đây thưởng thức cái món bê nấu với sữa. Tôi phải nói là rất ngon, chắc chắn là mọi người sẽ thích. Nhanh lên không cảm hết. Cảm ơn mọi người cho anh tham khảo nhé. Hôm nay được Mộc Châu là cái món này đúng không? Cái món nào? Dạ. Thực ra thì Mộc Châu của em thì sử dụng rất là nhiều. Em cũng làm một món đấy. Dạ. Vâng, quý thưa quý vị, trong thời gian sau thì chúng ta sẽ dự thi một món ngon nhất sáng tạo. Bảo bằng các chị là Mộc Châu thì trên địa bàn Mộc Châu là có rất nhiều các loại nguyên liệu và các loại hoa quả. À, trên địa bàn Mộc Châu thì hôm nay em sử dụng cái món cây sữa, của cây sữa hầm với rau củ quả, sữa tươi, thì đó là một trong những cái. Nó có hai cái phần sản phẩm chính, đó là thứ nhất là thịt bê là một nguyên liệu đặc trưng ở Mộc Châu, Mộc Châu rất nhiều bê. Thứ hai nữa là sử dụng tất cả những cái nguồn rau củ quả ngọt mát, đặc biệt là trong đó có quả mi nâu, Mộc Châu là đang rất là lớn và được với sự thành công của Mộc Châu sử dụng và xong kết hợp ở trong cái món ăn cái sản phẩm rau củ quả sẽ thơm. Theo tâm lệ thì mỗi một đội sẽ có một món. Vâng, thế nhưng mà bản chất là Mộc Châu thì hôm nay đang đến đây một cái sự phong phú, một cái luồng gió mới. Và thực ra cái điều quan trọng nhất ở đây chúng ta không phải là giải đâu, là chúng ta phát hiện những món ăn mới thực sự đi vào đời sống phổ cập ngon, đúng không ạ? Mọi người đồng ý cho rằng món này thực sự luôn ạ. Chứ còn đây không phải cuộc thi chuyên nghiệp của chúng ta chọn ra, và không phải là có HD để chúng ta có thể là bám theo. Cái gì mà đưa vào đời sống được thì tôi cho rằng mọi người nên xem là chúng ta thực sự là bán được món ăn này, hàng ngày chúng ta nuôi dưỡng để không bao khó để có thể chế biến. Thứ hai là địa phương, thứ ba là bán ra tiền. Tôi chắc chắn là từ bê và sữa này là anh Tuân bán xong là các hàng bán tiếp là dần dần trở thành món rất là phổ cập, đúng không ạ? Đem lại cho mọi người đi ra chơi và du khách có ăn ngon ạ. Đó. Nó một chút là đến cả một trăm nữa. Thế mà hôm nay tôi cũng tự nhắc của một câu đó. Thank you.